Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với Asa trong bản tin của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay trong cái buổi tối của ngày 29, ngày 30 tháng 3, ở bên Việt Nam thì đã sang ngày 31 rồi thì chúng ta biết được là thị trường chứng khoán hôm nay đã có một cái sự uh, sụp đổ sau khi Uh, chuẩn bị đóng cửa và trước cái giờ bắt đầu khởi sắc thì nó lên rất là cao nhưng mà vì cái động thái về cái vấn đề của chiến tranh còn đang diễn biến tiếp tục phức tạp sau khi mà nga đã thông báo trong cuộc đàm phán sẽ rút lui nhưng lại không thực hiện hành động theo những gì mà nga đang nói và đặc biệt là cái tình trạng lạm phát vẫn còn diễn ra và tỷ lệ việc làm thì rất là ít trong khi đó thì người bỏ việc nhiều và Uh, cái xu hướng Dầu uh, nó lên Thành ra là bán sản đã nói với quý vị rồi Dầu nó xuống vàng bạc nó sẽ Cũng xuống thì thị trường cổ phiếu Tiền tử nó bay Thế còn dầu nó mà lên thì thị trường cổ phiếu Sẽ lại phải gặp phải những cái chắc trở Chỉ có những cái mã dầu và năng lượng hôm nay bay mà thôi Đó Hôm nay thì uh, vừa có một cái tin cách đây 38 phút này Siba đã uh, Announcement Có nghĩa là thông báo Một cái chương trình Ờ uh, ra mắt buổi lễ Merovop bao gồm 100.595 mảnh đất và ở bốn bốn quận khác nhau. đó thì quý vị biết là Merovop Sibalen thì sẽ quý vị sẽ có những cái khoi như là list hay là bone thì để dùng những cái khoi đó để mua Sibalen Còn nó chưa có được công bố rộng rãi trên những cái sàn những cái coi khoi khác nhưng mà uh, very soon họ sẽ thông báo những cái mã nào sẽ tiếp tục được mua Merovop Ciba Land đó. Thì sau khi cái thông tin này nó ra thì lập tức là Ciba nó tăng vọt. Mặc dù mọi người thì vẫn nói là ở cái ngưỡng 27 28 thì cao vẫn không nên vào, chờ cho nó xuống cái mức độ là đầu 21 22, thậm chí là 17 đó thì nó về với cái mức đó thì mới mua. Nhưng mà quý vị thừa biết là thường cái chu kỳ của hàng năm là đến cái tháng 5 mà kể cả cổ phiếu luôn là nó sẽ có những cái chương trình bay thì tôi nghĩ là liệu nó đang ở trong cái đà uptrend như vậy thì nó có quay đầu không hay không thì vẫn là cơ hội để cho mọi người mua. Còn má xà với cả rất nhiều người thì vẫn còn đang đu ở cạnh ở ngọn tre Còn đang chưa biết đến nó bay lên đầu năm trở lên thì bắt đầu mới về bờ Đó thì hiện tại ngày hôm qua má xà chia sẻ cho quý vị cái video sáng nay chứ Là nó đã có cái dự đoán về cái vấn đề nó quay lên đầu năm đó Chữ 0 5 đó quý vị đấy Thì chúng ta sẽ chờ theo những cái tin tiếp tục sẽ ra sau nha Và hôm nay thì cái vụ hack nó rất là khủng khiếp Đó nó đã hai địa chỉ chứa 11.325 Bitcoin đó liên quan tới cái vụ hack nhà và hôm nay thì mấy cái cái cái, uh, cái thông báo cảnh báo về cái vấn đề hack ở trên thị trường crypto nó ảnh hưởng tới Crypto rất là nhiều. Mặc dù vậy thì họ cũng cho rằng bây giờ chính là cái thời điểm mà crypto đang lấy đà để bay lên, cho nên có thể quý vị có tiền mà đi vào vào lúc này thì có thể là trong tháng năm tới quý vị sẽ thu hoạch một cái khoản khổng lồ. Nhưng tại sao có cái từ nhưng ở đây? Tại vì nếu như nó không có cái cuộc chiến tranh thì cái sự người ta dùng cái từ vòng quay nó sẽ rất là đúng quý vị nha nhưng là tại vì chiến tranh với cả đu đỉnh nhiều quá nhiều người không còn tiền để mà vào nữa đó chứ không phải là họ không muốn vào cái lúc nó đíp mấy bữa trước đâu đó thì nhiều người còn bị hoang sợ khi mà đã bị đu đỉnh nhiều cả mã quá rồi đó thì thành ra là uh họ rất là sợ cái vấn đề vào tiền trong cái thời điểm bây giờ nhưng thực ra thì vẫn có thể vào được với cái sự cần trô cái phần trăm tiền của quý vị để đừng để ảnh hưởng đến tài chính thì vẫn có thể ok tại vì tất nhiên nó vẫn có những cái rủi ro cho nên mình không thể nói một trăm được là nó nó sẽ nhảy lên và nó không có quay đầu đó ông zelensky thì cho biết các lực lượng ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ấy rồi ơi Nga chuẩn bị tấn công phía đông mà Nga toàn nói Nga nó nói nhưng nó không có làm đâu quý vị ơi Nó cứ bảo là nó rút lui mà nó đâu có rút lui đâu Hôm nay có chị, mấy chị cũng có nhắn tin Cũng hỏi vai xà về một số khoi Thì đây, xin bay new quý vị nhìn này Đó, trong vòng một năm mà nó tăng 45.070% Ôi thật là khủng khiếp Con đời ươi này, mọi người cứ hỏi con đời ươi là con gì Nó chính là cái con APE khoi này này quý vị Bây giờ nó cũng đang nó cũng đang lên nha thì con này trong năm nay nó cũng tăng 1 trăm rồi nó mới tăng cái hôm vừa rồi, rồi mà được thông báo lít trên tất cả các cái sản đó quý vị và bắt đầu được đưa ra trong trong cái kế hoạch mới thì nó mới tăng đó còn mọi người mua cũng tìm hiểu cái mã cái khoi metic nữa này cũng hỏi là có mua được hay không thì um, theo như cái quan điểm của bán xà đó là cái thời điểm này quý vị có thể vào chút chút thì ok. Rồi nó pump lên thì quý vị có lời, quý vị vẫn nên chốt lời thế còn lại nó không pump lên thì coi như mình lại tiếp tục đu theo thì coi như mình không được mua cái giá ngon thì mình phải chịu thôi. Tại vì đấy là cách an toàn thế còn nếu quý vị mua hết tại vì bây giờ đang chiến tranh ầm ầm ra, lạm phát, Covid vẫn còn chưa có một cái gì để có thể nói là an toàn tuyệt đối để cho quý vị vào cả. Đó cho nên là mặc dù tin good rất là nhiều đó, nhưng mà vẫn phải đề phòng tại vì cái sự cẩn trọng của những hâu đờ những người mua những chây đờ thành ra là thị trường nó ảm đạm là vì vậy đó quý vị chứ nó không còn như trước kia đáng lẽ ra thời điểm này là phải ao ạt để mà mua rồi đó thì cả me thích thì cũng có quý vị hỏi này thì me thích họ cũng mua là cũng phải mua từ lâu rồi rồi um, nói chung là bây giờ mà mọi người mua thì cũng uh, họ dùng cái từ là vào thêm đang vậy cái mét tính dùng sen này xem nào. Sen đó xem bây giờ nó lên bao nhiêu. Ồ trời ơi, cái thời kỳ đó nó đúng là nó vàng rồi. nó lên nhiều. Đấy, bây giờ nó cũng cái cái cái, cái volume nó rất giống giống nhau. Đó, rồi cái mã Cro thì thực ra là những cái khoi sàn thì quý vị mua thoải mái thôi. và sàn cũng mua Hubi đó. Hôm trước ai đu đỉnh tám mấy bảy mấy. Cờ <laughs> đồ này thì yên tâm đi, cứ hâu đi rồi nó sẽ về chứ đừng có lo mà bán tháo tại vì tất cả các cái khoi sàn thì rất nhiều người người ta hâu. Tại vì sao mà người ta hâu? Tại vì nó là khoi sàn. Khoi sàn nó đâu có giống như bay New hay là Doc khoi hay là những cái khoi thổi kia đâu. Thì sợ nó sẽ biến động mạnh rồi nó sẽ mất tiền rồi nọ kia. Khoi sàn thì nó sẽ ổn định, nó không có bị biến động nhiều. Nhưng mà nó lên thì không có lên nhiều ăn thì không được ăn nhiều cho nên tại sao mà rất nhiều người họ vẫn đổ vào khoai thổi mà họ không có tập trung vào khoai sàn là vì vậy đó thì rất nhiều người bảo là bây giờ có nên mua hay không thì quý vị chờ cái cái động thái của chiến tranh đi để xem xem nga và ukraine như thế nào nó phụ thuộc rất nhiều nha cứ khủng hoảng kinh tế rồi các cái lệnh trừng phạt đưa ra ầm ầm như vậy rồi thì thị trường sẽ ra sao rồi mấy hôm nay mà mọi người đang chia sẻ rầm rộ ra là ngày bao nhiêu ngày ngày 3 tháng 4 à? hay là ngày mấy tháng 4 nhỉ? Mọi người đang chia sẻ trong cái group của bán Xà đó quý vị là Việt Nam cho ra cái đồng tiền uh, tiền mã hóa thực ra gọi là crypto đó quý vị. Thì để xem xem là hôm nào release đó và cái mã của nó họ cũng chia sẻ đó. Vai <laughs> Xà chưa có tìm hiểu quý vị nha cho nên là Vai Xà chỉ lên đây nói qua như vậy thôi chứ Vai Xà chưa có tìm hiểu về cái đồng của Việt Nam mình. Đó thì đấy là những cái phân tích mới và họ cho rằng là thời cơ để mà vào tiền không còn cơ hội nữa. Đó, Bitcoin thì chuẩn bị lên đầu năm là bay rồi. Đây, nó bay thì nó bay nhanh lắm tại nhà. Còn Ethereum thì bao giờ cũng an toàn và rất là cố định và uh, tiền thì ít không giống như Bitcoin nó quá nhiều tiền thì mọi người có thể mua cả cục luôn, mua cả khoi ngày đấy mua hai ngàn mấy. Hôm nó xuống đó thì bây giờ lên tới ba ngàn mấy ăn cả mớ tiền rồi. Uh, coi như là thực ra thì chơi tiền điện tử ai mà biết chơi option đó thì họ còn trả thiết tiền điện tử cơ tại vì chơi option nó ăn tiền nó khủng nó giống như kiểu trúng số luôn á. thì van xà cũng uh, muốn mở cái lớp cho quý vị để quý vị học thực ra là hôm nay có chị á là chị tha thiết lắm quý vị tại vì chị cũng đi học ở lớp của mấy bên kia rồi uh, nhưng mà không phải người ta dạy dở bên uh, bên dan với bên, bên eden đó quý vị uh, rồi cả bên uh, tiền điện tử mẫu bùi chị cũng học đại khái là bên um, stock thì chị không có tiếp chưa có tiếp thu được vì họ dạy dạy nhanh quá hoặc là đông người quá họ không có chị không có kịp theo kịp đó quý vị cho nên là chị cũng không, chưa có hiểu được gì cả. Mà cái tiền học phí thì phải nói là cái stock này kiếm tiền rất là nhiều rất là gút nhưng mà tiền học phí quý vị đi học nó bỏ ra nhiều lắm. Học chị học những cái lớp cơ bản thì uh, 950 đồng đó là một tuần thì như được hai buổi gì đó còn uh, có cái video vứt lên để cho mọi người xem không thôi thì là 80 đồng một tháng thì nghe chị kể như vậy rồi còn lớp nâng cao để học lên chương trình của TA thì 3.500 hay 3.000 gì đó đó thì quý vị biết là uh, đông người học lắm thì coi như là người ta dạy kiến thức cho quý vị thì quý vị phải bỏ tiền nữa thôi thì Vasa cũng cũng muốn là free cho quý vị rất là muốn đó nhưng mà vì cái gì cũng vậy free thì quý vị sẽ không có nghiêm túc và cũng không có coi trọng những cái cái điều mà quý vị tiếp thu và Vasa cũng hỏi ý kiến mấy bạn đăng ký đó thì các bạn cũng nói là thôi chị đừng free em cũng không có muốn free thì chị cứ lấy một cái khoản tiền nào đó thì để cho mọi người có thể học mọi người có thể nghiêm túc học đó quý vị thì thực ra văn dạng chỉ dạy cơ bản cho quý vị thôi nhưng mà sẽ cố gắng dạy cái lớp ít người để cho quý vị có thể biết được cái chi tiết và một số anh chị em có đề xuất là học ba buổi trọn gói ôn cái cơ bản của option các sell khô, buy put, sell khô, sell put các kiểu đó quý vị đấy những cái cơ bản đó để cho mọi người nắm được, hiểu được, có thể chơi được đó thì ba buổi chắc là sẽ xong thì chị bảo là À, rồi em cũng nói là Thôi thì cứ lấy mỗi một bạn 500 Trong ba cái buổi đó Nhưng mà nói thật với <laughs> quý vị là Bán xà thì nói thật là Mình không có thời gian thật đó Nhưng mà mình cũng không có muốn thu tiền của mọi người Mọi người cũng bị Cũng quá mất quá nhiều tiền rồi Biết là trên group quá nhiều người kêu rồi Đó thì bán xà sẽ sẽ không có lấy tiền của quý vị Nhưng mà Sẽ cho quý vị một cái cơ hội Bằng cách là quý vị chỉ đăng ký để mà và vào cái lớp học kiến thức á, nộp có 125 đồng tiền lệ phí để vào học thôi Thì quý vị, tiền đó thực ra là quý vị bỏ ra để trả tiền học phí cho quý vị học Thế nhưng vì cái lớp học đó là Văn Xà giới thiệu từ công ty của Văn Xà Cho nên là Văn Xà giới thiệu cho quý vị để quý vị đăng ký học vậy thôi Chứ Văn Xà không có lấy tiền của quý vị nha Không lấy, đó, thì quý vị đăng ký vào cái lớp học Văn Xà giới thiệu là được thì quý vị học xong quý vị tự có cái kinh nghiệm cho quý vị Tại vì lớp học nó phải nó rất là Ai mà không biết tiếng Anh nhiều Thì có thể bán xà sẽ uh, tham, Học cùng với bán xà luôn Trên cái lớp online đó Một tiếng một ngày thôi có ba lớp Nhưng mà quý vị chỉ được chọn học một lớp thôi Quý vị học giờ nào cũng được 7 giờ sáng hay 11 giờ trưa hay 5 giờ chiều Đó thì uh, sẽ uh, Tổ chức học cái lớp đó Rồi sẽ đưa cái link đăng ký tham dự lớp học online cho quý vị đó thì mọi người nếu ai mà có đồng ý với cái ý kiến như vậy thì quý vị giơ tay <laughs> thì ban xà sẽ tổ chức dạy cái lớp um, option cho quý vị chơi được thì thôi chứ không phải đem con bỏ chợ giống như chị uh, hôm nay đã nói với ban xà đó mất 950 đồng khóa học này rồi mất 300 cái khóa học bên kia nữa này. Nói chung là chị mất quá nhiều tiền cho những cái khóa học mà chị chưa thu tiếp thu được một cái kiến thức gì luôn tại vì chị bảo là họ đông người quá và họ dạy kiểu dạy cao siêu á chị không có hiểu nên là chưa thu được cái gì hết, khổ. Đó. Thì nó khổ ở cái chỗ đấy đâu quý vị. Đó thì thành ra là bây giờ mình cũng thấy thương và thấy rất là muốn giúp đỡ mọi người nữa cho nên là vã xà sẽ giúp cho mọi người trong cái vấn đề option này với cái cái sự uh, uh, điều kiện là như vậy quý vị nha Đó thì bán sáng hôm nay lên chia sẻ qua cái thông tin như vậy uh, cho quý vị thôi. Thị trường cổ phiếu thì ngày mai cũng uh, sáng sớm mai có những cái tin gì mới thì chia sẻ tiếp cho quý vị. Còn lại nó vẫn uptrend đó nhưng không hiểu sao là tại do hôm nay giá dầu nó tăng cho nên toàn mã à cái mã em ML u mã 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 cái mã mà mà Ờ uh, electric car đó quý vị hôm trước em đã đưa cho cho quý vị rồi không biết còn ai giữ không hôm trước thấy nó xuống phát lại sợ bán đi thì phí đó hôm nay nó lên này trời ơi up to hour nó lên 3.3 luôn thì mình có cái option của cái mã này quý vị nha trời ơi option của mình hôm nay nó được quá trời tiền tại vì mình mua xa đết đó tại sao mà mà để mai mình sẽ chụp hình mình quay cho quý vị trên cái video cho quý vị coi tại vì bây giờ cũng muộn quá rồi không có chưa có kịp chụp để cho vào đây tại vì mình dình dùng ở trên điện thoại mình không có dùng ở trong cái không có dùng ở trong cái cái ấy này đó thì đó là toàn bộ những cái cái thông tin ngày hôm nay bé xã muốn chia sẻ cho quý vị nha chuẩn bị tháng 5 hốt bạc không <laughs> <laughs> biết có hốt hay không rồi cái mã Nikonala thì nó vẫn còn 11 một mấy nè thì nó cũng vẫn sẽ còn lên có AMC thì thất vọng chán chè <laughs> AMC Đó còn cái mã TMC này Bán ra cũng chia sẻ cho quý vị Mã MR này này Đó Thì uh, hy vọng là nó sẽ có cái, cái Cái sự biến động hôm trước mình mua Có 9 9 sen À chỉ 90 sen Đó Tại vì mình cũng đang theo dõi nó Mình cũng chưa có dám vào Không ngờ hôm nay nó bay Đấy họ đang dự tính là nó sẽ bay lên Tới hàng chục mười mấy đồng đó. Ừ, Trong vòng very soon luôn nha quý vị Tại vì hiện tại thì bây giờ mirror Meraverse đang hot, đang giống như kiểu theo trend đó quý vị. Đó. Rồi và xin dừng cái view tại đây. Hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.